cái tổ này là tổ là ông giống giống Sài Gòn. Dạ. Để chứng chức. Chứng chức. Là bác sĩ là nó là đường mới đi ra này. Dạ. Thôi đó. Đi chợ. Không. Nó mặt chưa. Hôm nay mới lấy mặt đấy. Dạ. Giờ mình cho rất không phải. Dạ. Cái này nó không có ngăn, không có chia gì hết nha. Không, nó còn gì không cổ xưa mà. Dạ. Xưa làm vậy. À. Mới cho nó. Tí đi. 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 Xem có nào chúa đây không? Dạ. Nhìn thấy chúa là biết rồi. Nhất chỉ là nhẹ nhàng. Hình như không có. Phấn bỏ ngăn cuối. Coi phấn nằm chỗ nào? Phấn đây. Phấn nó màu vàng đây. Phấn bỏ ngăn cuối. Phấn là bỏ ngăn cuối. Mật là bỏ ở trên. Tí nữa đi. Cái này cũng lớn. Đó, không có phấn gì. Mật không, nó mật không. Bác cho con hỏi ví dụ mà cái này á, khi mà mình thu hoạch mình lấy mật á, lấy ra bằng cách nào? Lúc mà con lấy ra dư, dạ, cái con không biết làm sao lấy cái mật ra từ trong đó, cái nó chì, nó không có ra, nó cứ dính vô sáp với mật lẫn lộn, rồi con không biết cách nào để tách ra, rồi cứ vậy ăn. Anh dính răng không ăn. À rồi cái dính khó chịu quá. Ừ, dính răng ăn đúng không? Dạ. Nên là nó phải là như vậy. Lấy chỉ có chút xíu như đây thôi. Lấy gì là dính cái một chút từ hiền. Dạ. Chỉ cần cái tiết thôi mà thôi. Dạ. Mà không còn biết ông chú ở đâu luôn. Okay. Yeah. Là bây giờ bắt đầu lấy bấm chặt chân chắc.